Dự báo thời tiết đêm 27 tháng 9, ngày 28 tháng 9. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Nam đêm có mưa, có nơi mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và có dông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.